Chào mừng quý vị và anh chị em trở lại với kênh Quang Hải Vlog. Kính thưa quý vị và anh chị em, có một thông tin từ Vatican đó là Đức Francisco thay đổi nghi thức tang lễ của các giáo hoàng và nói về tang lễ của ngài. Thì trong một cái quyển sách người kế vị của nhà báo Tây Ban Nha tên là Javier Martinez Broca, Đức Francisco đã nói về mối quan hệ của ngài với Đức Benedicto thứ 16 và cho biết ngài đã đơn giản hóa các nghi thức tang lễ của các giáo hoàng và của riêng ngài. Quan tài của ngài sẽ không hoàn mở nắp trước công chúng và sẽ được chôn tại đền thờ Đức Bà Cả chứ không trong hầm mộ của đền thờ Thánh Phêrô. Ngài nói đây là tang lễ cuối cùng được tổ chức như thế này, với thi thể của giáo hoàng được để trong quan tài trong một nhà quan ở nhà thờ. Tôi đã nói chuyện với người phụ trách nghi lễ và chúng tôi bỏ đi việc này cùng nhiều thứ khác. Trong trường hợp của giáo hoàng danh dự, tất cả đều do tổng giám mục, thư ký riêng của ngài quyết định. Kính thưa quý vị và anh chị em, Đức Francisco cho biết rằng là nghi lễ sẽ trang nghiêm giống như là nghi lễ của bất kỳ tín hữu Kitô nào. Theo tôi, nghi thức hiện nay thì quá nặng. Việc tổ chức hai ngày quàng là quá mức, chỉ nên có một buổi thôi. Với thi thể giáo hoàng nằm trong quan tài như mọi gia đình, tôi đã thay đổi một số điều phù hợp với cải cách mà Đức Phaolô thứ 6 và Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã thực hiện. Trong những ngày quàng Đức Benedicto thứ 16 tại đền thờ Thánh Phêrô, đền thờ đóng cửa khoảng 7 giờ chiều và không mở cửa lại cho đến 7 giờ 30 sáng hôm sau. Nhưng lối vào được thông qua một cửa phụ để những người thân và khách của tu viện Mẹ Giáo hội nơi Đức Benedicto thứ 16 sống được vào cầu nguyện suốt đêm. Kính thưa quý vị và anh chị em, một thông tin được cho biết thêm rằng là ngài cho biết là sẽ không còn nghi thức đóng quan tài. Tất cả sẽ được thực hiện trong một buổi lễ như với bất kỳ tín hữu Kitô nào. Trong trường hợp của tôi, khi tang lễ kết thúc, tôi sẽ được chôn ở đền thờ Đức Bà Cả. Kể từ trước khi làm giáo hoàng thì tôi luôn kính mến Đức Bà Cả. Tất cả được chuẩn bị ở đó. Ngay sau khi tác phẩm điêu khắc nữ vương hòa bình có một phòng nhỏ, một cánh cửa dẫn tới căn phòng dùng để cất những chân nến. Tôi đã thấy và nghĩ rằng là chính nơi này, nơi chôn cất và đã được chuẩn bị sẵn, họ xác nhận với tôi nơi này đã sẵn sàng. Kính thưa quý vị và anh chị em, như quý vị, những thông tin quý vị vừa nghe thì đã có một sự thay đổi trong cái việc nghi thức an táng của Đức Giáo Hoàng, cách riêng là Đức Giáo Hoàng Francisco trong thời gian sắp tới. Nếu ngài về với Chúa thì đây là những điều mà ngài muốn để việc chôn cất ngài không phải ở trong nơi mà ngày xưa giờ người ta vẫn chôn cất ngài ở trong cái hầm mộ của đền Thánh Phêrô, mà bây giờ là sẽ chôn cất ở tại nhà thờ Đức Bà Cả. Một vài thông tin để cho quý vị và chị em biết, để nếu có một biến cố đáng tiếc xảy ra thì việc chôn cất Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ thực hiện đúng theo nghi thức những gì mà ngài muốn. Cảm ơn quý vị và chị em đã chú ý lắng nghe và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh Quang Hải Vlog để có thể nhận được những video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.